Review đàn piano điện Casio BX770 giá chỉ có trên 11 triệu thôi. Casio BX770 với thiết kế sang trọng hiện đại phù hợp với những không gian nhỏ nhà bạn. Chiều cao của đàn 90cm, chiều dài 130cm, chiều ngang 30cm, nắp đậy rất tiện lợi. Tính năng nổi bật BX770 chúng ta có thể chỉnh volume trực tiếp trên này. Đây là tiếng piano thường và piano điện. Có tính năng thu âm. Còn trên đây là một số tính năng chúng ta có thể thao tác cộng với nút bấm và phím đàn thì chúng ta có thể chọn được nhiều tính năng. Đàn được tích hợp trên 10 tiếng. Tiếng piano, piano điện, string, tiếng organ, tiếng xe organ và tiếng bass. Đây là phần phía sau của đàn Casio BX770. Có một tấm chắn nhìn rất là tinh tế. Đàn có cổng kết nối ra tai phone và ra loa. Còn đây là hệ thống loa của đàn Casio BX770. Test độ sâu của phím. Đàn BX700 được thiết kế với phím ngà nha mọi người. Thường thì piano có hai loại phím cơ bản là phím ngà và phím bóng. Nghe thử âm thanh nha mọi người. Rồi như vậy là Thiện vừa mới review hình ảnh và âm thanh của đàn Casio BX770 giá hiện tại trên 11 triệu. Nếu mọi người có nhu cầu tham khảo thì có thể liên hệ tại Nhạc Cụ Thiện Organ, số điện thoại 0973675251. Bên Thiện có hỗ trợ trả góp và ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà. Xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe nha. Người thấy thích thì có thể liên hệ qua cho Nhạc Cụ Thiện Organ, số điện thoại 0973675251 thì có ship hàng toàn quốc và thanh toán tại nhà và có chương trình hỗ trợ trả góp. Và ngoài ra thì bên Thiện cũng có chuyên cung cấp dòng đàn Yamaha mới SD100, SD900, SD600 và những dòng đàn Custom hay là những dòng đàn Yamaha cho người mới tập đầy đủ luôn nha mọi người. Từ 2 triệu cho tới 30-40 triệu thì đều cung cấp hết. Chúc mọi người sức khỏe và xin chào mọi người nha.